Chỉ một ít phút nữa thôi, tại sân Mỹ Đình sẽ diễn ra trận bóng giữa Việt Nam gặp Philippines, và mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc là sau bài học này sẽ đi cổ vũ. Và trước tiên đi vào bài học, các bạn hãy thử đoán xem rằng là cái bức ảnh này đang ở đâu. Và bài học chúng ta cùng ngày hôm nay đó sẽ là có Phong Nha Kẻ Bàng và Sơn Đỏ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi học ngày hôm nay, đó chính là giới thiệu về Phong Nha Kẻ Bàng. Thì trước tiên là mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài học này. Thì bài học này, Phong Nha Kẻ Bàng là một địa danh rất là nổi tiếng. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem là cái cấu trúc bài học này và từ vựng trong bài học này như thế nào. Vẫn là như vậy, phần màu đỏ là vốn chính. Ở dưới là phía đông mình tra bằng từ điển Cambridge Dictionary. Thì các bạn hãy xem ở đây mình đọc, và mình sẽ đọc một lần đầu tiên để chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về đọc như thế nào. Ok, are you ready? Phong Nha Kẻ Bàng. Phong Nha Kẻ Bàng National Park is located in Hòa Bình Province. It is a natural treasure of our country. This park is famous for its beautiful views and many international venues. Coming to Phong Nha Kẻ Bàng, you can enjoy the marvelous beauty of limestone caves and primary forests. Phong Nha Cave has the longest underground river in the world, with many different formations of stones, the widest and prettiest sandbanks. Kẻ Bàng Forest is home to many species of wild and rare plants animals. In April 2009, people discovered the Sơn Đỏ Cave. It is believed to be the largest cave in the world. Therefore, Phong Nha Kẻ Bàng is becoming more and more attractive in the eyes of foreigners. Okay, đã kết thúc bài học, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi từng câu một và sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung chính. Phong Nha Kẻ Bàng. Phong Nha Kẻ Bàng National Park. National Park is located in a National Park, công viên quốc gia. Để công viên thì đây National Park, thì đây ạ. Phong Nha Kẻ Bàng đây ạ, công viên quốc gia được chứng nhận National là thì vị trí ở đâu đây ạ? Ở Quảng Bình Province, nó là ở Quảng Bình Province, located in Quảng Bình Province. It is a natural. Chữ nhiệt từ này hơi khó một chút này. Chúng ta xem rồi. Natural. Chữ nhiệt. It is a natural. It is a natural treasure. Treasure, nó là một cái gì đây? À, kho báu của thiên nhiên, nó một cái gì đó rất là quý báu ở trên thuộc về thiên nhiên của đất nước chúng ta. Of our country. Chúng ta sẽ không nói là country hay là country nhé. Country nhỉ, được chưa nhỉ? It is a natural treasure of our country. This park, công viên này is famous. For its beautiful views. Ok, nó thì famous for its beautiful. Builder, âm T này nó là beauty hoặc là beauty. Thì beautiful hoặc là beautiful. Views, số nhiều. Views, thì nó là nổi tiếng cho những cái gì đấy, cảnh đẹp. Views, những cái cảnh đẹp của nó. Và many international venues. Và những cái giá trị quốc tế là chẳng nhận. Tiếp theo là international venues. Coming to Phong Nha Kẻ Bàng, đến Phong Nha Kẻ Bàng, you can enjoy được gì nhỉ? The marvelous beauty, những cái điều marvelous đây tên là điều là kỳ diệu, những cái cảnh đẹp kỳ diệu. Beauty thì chuyện đây là một danh từ, một tính từ sẽ bổ nghĩa cho danh từ đây of, là chuyện nhỉ? Marvelous beauty of limestone, of limestone của gì đấy? Limestone đây là đá vôi nhé các bạn, limestone caves. Những cái động đá vôi, enjoy the marvelous beauty of limestone caves and primary forest. Và những rừng nguyên sinh, primary forest, rừng nguyên sinh. Cấp 1 chúng ta gọi là primary school, tức là cái cấp 1, cấp bắt đầu là chưa nhỉ? But forest, ở đây là primary school, a primary forest, ở đây tức là rừng nguyên sinh. Phong Nha Cave has the longest underground river in the world.
Thì động phong nha cave has a longest là có một cái con sông underground là dưới lòng đất, con sông là gì đấy, con sông dưới lòng đất là gì đấy, dài nhất trên thế giới. With many different formations of stones, với lại rất là nhiều cái formation đấy, form các bạn thấy cái form tức là cái hình đá ấy, với lại rất là nhiều cái hình dáng khác nhau của gì đấy, của những viên đá có hình dáng khác nhau, trên different formations of stones. The widest and prettiest sandbanks, với những cái gì đấy, bờ cát rộng nhất và đẹp nhất. Wide là một từ, đây là từ tính từ là rộng. Pretty, các bạn nhớ từ pretty nhưng mình thêm east ở đây là so sánh nhất, là widest and prettiest để cho những tức là rộng nhất và đẹp nhất, những bãi cát thì bờ cát rất là rộng và đẹp. Kebang Forest is home. Kebang Forest thì là một cái gì đấy, nơi cư trú to many species, tức là loài giống ngoài, để cho những of wild là cái gì đấy, là nơi cư trú của rất là nhiều giống loài trong cái gì đây, là tức là thiên nhiên hoang dã, là cho những wild. Và rare tức là một tính từ chỉ là hiếm, rare plants, và tức là những cái cây này, những cái động vật này, những cái giống cây và những cái giống động vật rất là gì đây, hiếm này, và còn rất là wild tức là thiên nhiên thuộc về hoang dã, chưa giống loài thuộc về thiên nhiên và rất là đa dạng, rất là đa dạng đấy. In April 2009, vào tháng mấy đây, April tháng mấy nhỉ, mình sẽ có tháng một là gì? Tháng 1 là gì nhỉ? Tháng 1 là January, tháng 2 là February, tháng 3 là March, tháng 4 là April. Và tháng 4, tháng 5 là gì? May, chưa nhỉ? Vậy tháng 4 là April. Và tháng 4 của năm 2009, people discovered. Mọi người đã, tức là đây một quá khứ, mình sẽ chia ở đây là discovered. Tức là mọi người đã khám phá ra cái hang Sơn Đòn Cave. It is believed, nó thì được cho là, được cho rằng là to be the largest cave in the world, ta là một, được cho rằng là một cái hang động là gì đây, lớn nhất ở trên thế giới, largest cave in the world. Therefore, do vậy phong nha kẻ bằng is becoming more and more, đang trở nên là gì, ngày trở nên một gì đấy, attractive, mỗi ngày trở nên là gì đấy, đang cuốn hút hơn ở trên nhỉ, in the eyes of foreigners, trong mắt bạn bè quốc tế, đang trở nên là mỗi ngày một thu hút hơn. Ví dụ mình biết một thông tin, đó chính là nếu như bạn muốn đặt cái khám phá Sơn Đòn, như mình phải đặt ở trên cái website này, và cái chi phí để khám phá Sơn Đòn rất là đắt đỏ, và nó còn phun nịch cho một vài năm tới cơ. Thế nên là chúng ta hãy cố gắng là kiếm được thật nhiều tiền, học thật là giỏi và có thể khám phá hang Sơn Đòn. Chúng ta sẽ cùng nhau đi sang tìm hiểu về phần từ vựng của bài học này. Vocabulary ở đây chúng ta có từ treasure, kho báu. Values, giá trị. Marvelous, kỳ diệu. Limestone là đá vôi, chỗ này mình xin lỗi, mình sẽ cho nhầm ở đây. Primary là sơ cấp, là nguyên sinh. Underground là dưới lòng đất. Formation, hình dáng. Stone là đá. Sandbank, bờ cát. Species là chủng loài, và rare là quý hiếm. Thì trong cái phần này mình có một cái cấu trúc, đó chính là be home, là nơi cư trú, là nhà, to be home to, là có ai đó, được chưa? To be home. Some world's men believe to be home to their gods. Chúng ta có tuyển là believed to, là được cho là, được chưa nhỉ? Là gì đây ạ? He is believed to be the best. Được cho là, được chưa? Đó thì một số cấu trúc trong grammar. Và ta sẽ cùng nhau sang question ngày hôm nay. Do you know how? Do you know phong nha kẻ bàng? Có biết phong nha kẻ bàng không? Have you ever heard about phong nha kẻ bàng? Bạn đã từng nghe đến phong nha kẻ bàng rồi chưa? Where is phong nha kẻ bàng located in? Chưa nhỉ? Nó thì ở đâu? What is phong nha kẻ bàng famous for? Nó thì nổi tiếng với lại cái điều gì? Are those limestone caves natural? Những cái độc đá vôi này thì là thuộc về nó tự nhiên à? How far is it from Hanoi to Phong Nha Kẻ Bàng National Park? Từ Hà Nội đến Phong Nha Kẻ Bàng thì bao nhiêu xa? How can we get there from Hanoi? Chúng ta đến đó bằng phương tiện nào? Bằng ô tô, máy bay gì đó? How many caves are there in this national park? Có bao nhiêu cái gì đây? Cave, cái động. Is there any big and beautiful limestone cave besides Phong Nha Kẻ Bàng cave? Chẳng nhỉ, ở đó có một cái phong gì đây, có cái cave này, chẳng nhỉ, bên cạnh phong nha kẻ bàng thì có cái nào mà nó to và đẹp như vậy không, tức là thuộc về đá vôi mà đẹp như vậy không. When did people discover the Sơn Đòn cave? Mọi người thì khám phá ra hang Sơn Đòn khi nào? Thì đây chính là những bài học liên quan đến phong nha kẻ bàng.
và chúng ta sẽ cùng nhau xem lại một lượt bài này, thì là chúng ta sẽ cùng nhau hiểu ý nghĩa này, những cái từ vựng này, cấu trúc liên quan đến từ loại này, chỗ nào là danh từ, chỗ nào là tính từ, và chúc các bạn có một cái bài học. Và chúc các bạn học tiếng Anh thật là giỏi, chúng ta có thể là thành công hơn trong công việc và có thể là kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ gia đình và mọi người. Ok, goodbye and see you.